Phải chứ. Phải đó. Một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, năm mặt, sáu mặt. Thêm vô đi. Em bấm khó cái này là cái nút nguồn phải dừ 3 giấy nó mới lấy mình chứ. Vô con dương. Ừ. Trong khách mua không sao cơ. Dương nhãi này rất trẻ khó là nó dùng được. Với lại cái này là có chế độ khóa ấy, nếu mà ấn ấn nhẹ quá thì phỏng bỏng những cái. Nó để vậy cắn mà. Nó cũng mắc cái này này. Mở ra đi. Này. Mẹ này. Lên là ok rồi. À. Đấy phải rút nguồn đâu chị? Đây. Đấy. Phải giữ khoảng mấy giây. Vài ba giây. Cái độ nhảy này kêu bấm khó. Bộ đi. Chết rồi. Bởi vì cái này rất là nhạy nhá các bạn. Mà không bấm, không ấn nút lựa chọn mà sẽ ra nút khóa này này. Bên này cả... cái này là cái khóa an toàn của nó. Cả thiếu phụ kiện. Phụ kiện gì? Thiếu cái đồng đồng phụ kiện. Thank you.